Thuốc giảm cân bao gồm một hộp thuốc 30 viên và 10 gói trà và 2 kem tăng mỡ bụng quá xịn sò và có cả thẻ cào trúng thưởng. Một liệu trình này có thể giảm được từ 3 đến 8 kg dành cho những người có cơ địa cực kỳ khó xuống. Và Ngân đã dùng trong một liệu trình Ngân xuống được 5 kg. Nó sẽ uống thứ hợp thứ hai. Chia sẻ giữa con cái và cha mẹ. Cha mẹ thì thường là phía sau con em.